chào các em Thầy xin giới thiệu thầy là Phạm Công Chữ giáo viên trường trung học phổ thông Nam Phục Cử Phủ Cử Hưng Yên Thầy rất vui được đồng hành với các em trong buổi học hóa học 12 ngày hôm nay Trước khi đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em quan sát một số hình ảnh sau đây suy ngẫm và xem các hình ảnh trên nói nên vấn đề gì Phần nào các em đã có thể đoán được các hình ảnh trên đang nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Vậy, hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường có gì liên quan với nhau? Để làm rõ vấn đề này, thầy mời các em theo dõi bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay của chúng ta là Hóa học và vấn đề môi trường Nội dung của bài học Hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường Một chúng ta đi tìm hiểu khái niệm về ô nhiễm môi trường. Hai, chúng ta đi tìm hiểu các loại ô nhiễm môi trường, nguyên nhân, tác nhân, tác hại của các loại ô nhiễm môi trường. Sang phần 2, chúng ta nghiên cứu về hóa học và vấn đề phòng chống ô nhiễm môi trường. Ở phần này, chúng ta tìm hiểu về cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm, vai trò của hóa học trong việc xử lý chất gây ô nhiễm môi trường. Sau đây, thầy mời các em vào phần 1 ta mã hóa học và những vấn đề ô nhiễm môi trường. Một nhỏ ô nhiễm môi trường. Để hiểu thế nào là ô nhiễm môi trường thì trước hết chúng ta phải hiểu thế nào là môi trường trong sạch. Thì luật bảo vệ môi trường đã quy định môi trường trong sạch là môi trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường. Việt Nam chúng ta thì đã thực thi cái luật bảo vệ môi trường năm 2014 tháng 12 năm 2019 chúng ta đã trình cái dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Ở các dự thảo và các luật này đã có đầy đủ các tiêu chí tiêu chuẩn về môi trường. Các em có thể về nhà tìm và đọc thêm. Vậy môi trường sông sạch là môi trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường. Ngược lại với môi trường có sự thay đổi về tính chất của môi trường. Vi phạm cái tiêu chuẩn về môi trường thì người ta gọi là môi trường ô nhiễm. Các chất mà gây ra ô nhiễm môi trường, con người môi trường độc hại. Thường các chất này sẽ có cái hàm lượng vượt mức giới hạn cho phép trong các tiêu chuẩn của môi trường. Vậy nguyên nhân nào làm cho môi trường thay đổi cái tính chất của môi trường? thì chúng ta sẽ thấy rằng môi trường của chúng ta thì thường bị tác động bởi hai cái hoạt động thứ nhất là hoạt động tự nhiên như lũ nụ lụt à, kéo theo bùn đất và rác thải vi khuẩn vi trùng từ nơi này qua nơi khác gây ô nhiễm hoặc cái hoạt động đó là núi nổ ở phun trào tạo ra các nhan thạch, tạo ra những cái cột bụi khí rất là cao, xả thẳng vào môi trường hoặc là các hoạt động thiên tai. Hoạt động thứ hai là hoạt động của con người. Ví dụ như cái hoạt động trong sản xuất nông nghiệp, phun thuốc trừ sâu một cách bừa bãi, bón phân hóa học một cách bừa bãi không đúng quy trình. Hoặc trong quá trình sản xuất công nghiệp, thì việc xả thẳng các chất thải, nước thải và khí thải vào trong môi trường chưa qua xử lý hoặc trong quá trình tham gia giao thông mật độ giao thông dày đặc khiến bụi rồi các khí thải do quá trình đốt cháy các nhiên liệu của động cơ đốt trang thải trực tiếp vào môi trường thì đây chính là những cái nguyên nhân chính dẫn tới cái ô nhiễm môi trường xong. Mỗi một loại ô nhiễm môi trường lại có các nguyên nhân tác nhân cụ thể. Vậy để hiểu hơn về các nguyên nhân tác nhân cụ thể đối với từng loại môi trường thì chúng ta sang phần 2 về các loại ô nhiễm môi trường. Thì ô nhiễm môi trường có rất nhiều loại. Ví dụ như ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất ô nhiễm môi trường sóng, ô nhiễm môi trường phóng xạ, ô nhiễm môi trường ánh sáng, ô nhiễm môi trường tiếng ồn. Xong bài học ngày hôm nay của chúng ta chủ yếu tập trung vào ba cái loại ô nhiễm môi trường sau đây. Đó là ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước và ô nhiễm môi trường đất. Chúng ta đi sang phần A nhỏ, ô nhiễm môi trường không khí. Không khí sạch là không khí chứa 79% nitơ về thể tích. Khoảng 20% khí oxy về thể tích. Và một hàm lượng rất nhỏ các khí khác như CO, CO2, H2S, SO2, NO, H. Những cái khí này tuy rằng có hàm lượng nhỏ xong nó lại có tác hại đối với môi trường. Đối với không khí sạch thì những khí này nó nằm dưới cái giới hạn cho phép của tiêu chuẩn môi trường. Còn khi mà sự có mặt của các chất lạ hoặc sự biến đổi quan trọng cái thành phần của không khí mà ở đó các chất lạ gây ra ô nhiễm môi trường, gây ra cái tác hại sức khỏe đối với con người và sinh vật thì không khí lúc đó người ta gọi là không khí bị ô nhiễm. Về nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí thì chúng ta có quan sát lại một số cái hình ảnh sau đây thứ nhất là cái hình ảnh số 1 chúng ta thấy đây là cái hoạt động đời sống hàng ngày của một con người như đun nấu xả thẳng các khí thải vào trong môi trường cái hình ảnh số 2 thì đây là cái hình ảnh trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp một bác nông dân đang đốt dơm dạ sau khi đã thu hoạch mùa màng xả thẳng các khí thải vào trong không khí hoặc trong cái hình ảnh thứ ba phương tiện giao thông tăng lên kéo theo khói bụi và các em nhìn thấy ở đây có rất nhiều người đi xe máy một tay đã bịt mũi đi một tay vào một tay bịt mũi còn đối với hình ảnh thứ tư thì đây là hình ảnh mang tính chất các nhà máy công nghiệp xả thẳng các khí thải công nghiệp chưa qua xử lý vào môi trường và làm cho môi trường không khí của chúng ta cũng bị ô nhiễm một cách trầm trọng. Hình ảnh thứ năm. Đây là hình ảnh núi lửa đang phun trào. Và đây là một trong những cái hoạt động tự nhiên ảnh hưởng cho đến cái môi trường không khí. Do vậy qua năm cái hình này thì chúng ta phần nào cũng đã hiểu được các nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí. Tập trung vào những yếu tố như do thiên nhiên hay do con người. Về cái tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường không khí. Các bạn phải chú ý rằng cái tác nhân và cái nguyên nhân thì nó khác nhau. Cái nguyên nhân thì nó là các hoạt động dẫn đến ô nhiễm môi trường, còn cái tác nhân chính là cái nhân tố làm cho môi trường bị độc hại. Thì cái tác nhân mà làm cho không khí bị động hoại, thì là những chất khí và đó là những cái chất khí như thế nào gồm có các chất khí như CO, CO2, SO2, H2S, hay NOx, CFC hay người ta gọi là ferrun và bụi ô nhiễm không khí thì có cái tác hại ra sao ô nhiễm không khí thì có cái tác hại rất lớn tới hoạt động của con người. Đặc biệt tập trung vào ba cái hiện tượng mang tính chất toàn cầu như hiện tượng hiệu ứng nhà kính thì cái tác nhân gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính chính là CO2 và CH4. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính là hiện tượng làm cho trái đất của chúng ta nóng lên và lúc này băng của bắc cực sẽ tan ra gây lũ nụt nước biển dâng lên gây lũ nụt và nhấn chìm một số cái thềm lục địa có vị trí thấp so với mặt nước biển. Hiện tượng thứ hai đó là hiện tượng mưa axit thì cái tác nhân chính gây ra cái hiện tượng mưa axit chính là khí SO2 và khí NO2. Hiện tượng mưa axit là hiện tượng trong cái lượng nước mưa nồng độ của ion H+ sẽ tăng lên làm cho một số cây trồng không thích nghi và sẽ bị chết hoặc làm cho một số ao nuôi trồng thủy sản sẽ bị chết các thủy sản trong đó. Hay hiện tượng phá hủy tầng ozone. Tầng ozone là tầng mà bảo vệ chúng ta khỏi các tia từ ngoại từ mặt trời vào, tiếp xúc trực tiếp vào trái đất. Khi tầng ozone bị phá hủy, thì các tia từ ngoại từ mặt trời sẽ xuyên thẳng vào trái đất và gây ra một số các bệnh như viêm da, ung thư da hay mệnh đau mắt đỏ. Thì đấy là một số cái nguyên nhân tác nhân tác hại của môi trường không khí. Còn đối với môi trường nước và môi trường đất thì như thế nào? Thì chúng ta sang phần B, ô nhiễm môi trường đất và ô nhiễm môi trường nước. Nước sạch là nước thành phần chính của nó chủ yếu là phân tử H2O. Và có một ít vi lượng các nguyên tố khác. Một ít vi lượng các nguyên tố khác. Nhưng nếu nồng độ của các chất như kim loại nặng, amiông, cation không tốt cho sức khỏe con người vượt quá giới dưới dưới hạn cho phép của tiêu chuẩn môi trường thì người ta gọi là nước đã bị ô nhiễm. Hay nói khác đi, sự thay đổi về thành phần và tính chất gây nệ của nước, gây ảnh hưởng tới hoạt động sống bình thường của con người và sinh vật. Thì đấy là ô nhiễm môi trường nước. Còn ô nhiễm môi trường đất thì sao? Thì là sự có mặt của một số chất và hàm lượng chất vượt quá cái giới hạn cho phép và làm mất cân bằng sinh thái. Tóm lại là những cái biến đổi về thành phần của đất, nước, không khí khác đi hay vượt quá cái giới hạn cho phép của tiêu chuẩn môi trường thì người ta gọi môi trường đó là môi trường ô nhiễm. Về nguyên nhân gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường đất và ô nhiễm môi trường nước thì các bạn đã quan sát một số hình ảnh từ hình ảnh số 1 cho đến hình ảnh số 4 các bạn thấy đây là những hình ảnh thể hiện cái nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước hình ảnh đầu tiên đó là chúng ta xả thải trực tiếp cái nước sinh hoạt hàng ngày của chúng ta vào môi trường nước mà chưa qua xử lý hình ảnh thứ hai đó là xả thải trực tiếp cái nước thải công nghiệp vào trong môi trường nước chưa qua xử lý. Hình ảnh thứ ba, hình ảnh thứ 4 chính là hình ảnh nút nụt, ngập úng. keo rác thải vi khuẩn từ nơi này qua nơi khác cũng làm ô nhiễm môi trường nước. Về từ hình ảnh thứ 5 đến hình ảnh số 8 thì đây là các hình ảnh liên quan đến ô nhiễm môi trường đất. Hình ảnh số 5 đây là hiện tượng vứt bừa rác thải trong quá trình sản xuất nông nghiệp như phun thuốc trừ sông hoặc bón phân. Hình ảnh số 6 đó là hình ảnh núi lửa phun trào, dung nhan tràn ra mặt đất, làm cho đất chai cứng, hóa đá, hóa thạch. Hình ảnh số 7, hình ảnh số 8 đó là các hoạt động vứt rác bừa bãi của con người, kể cả là động vật chết. Vứt rác, ra ngay môi trường mà chưa qua xử lý. Qua các hình ảnh trên Phần nào tác nhân rất rõ ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm môi trường đất là như thế nào? Về tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường nước. Tác nhân chủ yếu gây ra môi nhiễm môi trường nước là các ion kim loại nặng. Các anion NO3-, BO43-, SO42-. Thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Chúng ta tránh nhầm lẫn việc tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước và tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí đừng có mang là thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học là cái tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí rất nhiều em đã nhầm lẫn vấn đề này về ô nhiễm môi trường đất thì chủ yếu tập trung vào các ion kim loại nặng còn về tác hại của môi trường nước khi bị ô nhiễm thì ion các kim loại nặng thường chậm phân hủy tích lũy vào thức ăn gây hại cho sức khỏe của con người rồi vi khuẩn vi trùng theo nguồn nước khi bão nụt ngập úng nây truyền dịch bệnh từ nơi này qua nơi khác. Đối với tác hại của ô nhiễm môi trường đất thì làm cho đất bạc màu, chai cứng và năng suất mùa màng nó sẽ giảm bớt. Và khả năng canh tác trên mảnh đất đó hay môi trường đất đó sẽ bị hạn chế đi. Ô nhiễm môi trường đang là một vấn đề cấp bách đối với toàn xã hội. Nó gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của con người trên trái đất. Do vậy, vấn đề của chúng ta là làm thế nào để bảo vệ môi trường. Để bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm môi trường thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần 2 năm mã hóa học với vấn đề chống ô nhiễm môi trường một nhỏ nhận biết môi trường bị ô nhiễm về hình thức cách thức nhận biết môi trường ô nhiễm thì có rất nhiều xong bài hôm nay phải giới thiệu cho các bạn ba cách thức nhận biết môi trường bị ô nhiễm cách thức duy nhất có lẽ là cách thức đơn giản nhất đó là quan sát môi trường khi chúng ta quan sát môi trường thấy màu sắc mùi vị của môi trường hay tầm nhìn của môi trường bị hạn chế thì môi trường đó bị ô nhiễm. Ví dụ như đi qua cái đống rác, hay bãi rác, chúng ta thấy có cái mùi rất là khó chịu. thì ở đây môi trường không khí của chúng ta đang bị ảnh hưởng. rồi chúng ta quan sát cống rãnh ao hồ ở nhà chúng ta, nơi tập trung nhiều rác, thì thấy nước trong ao hồ, cống rãnh rất là có màu rất là đen, và mùi thối nồng nặc bốc ra. thì đấy là cái Cách nhận biết thứ nhất là quan sát. Cách nhận biết thứ hai là xác định các chất ô nhiễm bằng thuốc thử. Với cách này thì thường xác định các chất và ion gốc axit và ion kim loại. Thầy lấy ví dụ như chúng ta đã học bài nước cứng thì để xác định cái thành phần của nước cứng có cái hàm lượng ion canxi 2 cộng và mage 2 cộng Thì chúng ta có thể dùng Cái thuốc thử Chính là natri cacbonat Hoặc natri phốt phát Làm kết tủa các ion canxi 2 cộng và mage 2 cộng Còn đối với Để nhận biết Cái ion sun phát s 4 Thì chúng ta có thể dùng Một cái dung dịch nào đó Chứa B-2- B-2- kết hợp với so 4 2 Sẽ tạo nên cái kết tủ màu trắng. Do vậy thì để nhận biết các chất, các ion thì chúng ta có thể dùng thuốc thử. Cách nhận biết thứ ba đó là xác định bằng các dụng cụ đo như nhiệt kế, đo nhiệt độ của môi trường. Xem môi trường hôm nay có nhiệt độ cao hay thấp phù hợp với các hoạt động sống của chúng ta hay không hoặc là chúng ta có thể dùng máy đo pH để kiểm tra xem môi trường đất, môi trường nước của chúng ta pH bằng bao nhiêu. Và lúc đó thích ứng với quá trình nuôi trồng các thủy sản, cây cối gì. Thì đấy là về cách nhận biết môi trường bị ô nhiễm. Môi trường bị ô nhiễm đã nhận biết được rồi. Việc tiếp theo của chúng ta là phải xử lý cái chất gây ô nhiễm môi trường này và để xử lý các chất gây ô nhiễm môi trường này thì chúng ta tiếp tục sang phần thứ hai vai trò của hóa học trong vấn đề xử lý môi trường bị ô nhiễm trước hết là chúng ta muốn xử lý được môi trường bị ô nhiễm thì chúng ta phải hiểu được môi trường đó bị ô nhiễm cái gì hay nói khác đi ta phải phân loại được cái sự ô nhiễm đó ô nhiễm không khí hay ô nhiễm môi trường nước hay ô nhiễm môi trường đất ô nhiễm môi trường nước thì ô nhiễm môi trường nước ở dạng nước thải công nghiệp hay nước thải sinh hoạt hàng ngày do vậy cái nguyên tắc chung là chúng ta cần phải tìm ra cái phương pháp phù hợp để xử lý từng loại ô nhiễm đấy là cái nguyên tắc chung đối với trong công nghiệp thì phải tuân thủ đúng cái quy trình xử lý chất thải nước thải trong công nghiệp đối với trong nông nghiệp thì sử dụng các phân bón hóa học thuốc trừ sâu thuốc kích thích sinh trưởng đúng quy trình và đúng quy định hoặc chúng ta có thể hạn chế hoặc hoàn toàn không cần sử dụng phân bón hóa học mà chúng ta chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ hoặc chúng ta có thể giảm tải sử dụng thuốc trừ sâu mà chuyển sang thuốc trừ sâu ở dạng hữu cơ như nước tỏi, nước ớt, vân 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 vân. Đối với các cơ sở nghiên cứu và phòng thí nghiệm phải phân loại và xử lý trước khi thải nó ra môi trường. Còn đối với trong khu vực dân cư thì trước hết chúng ta phải tích cực thu gom rác, tích cực thu gom rác phân loại rác để có thể thu hồi, tái chế, xử lý chống ô nhiễm môi trường. Một số cái phương pháp xử lý. Phương pháp thứ nhất là phương pháp hấp thụ. Chúng ta hấp thụ khí thải bằng nước, dung dịch kiềm, dung dịch axit chuyển các khí độc hại sang những cái chất ít độc hại hơn hay không được khỏe. Đối với phương pháp hấp phụ, các bạn lưu ý là hấp thụ với hấp phụ thì hoàn toàn khác nhau. Do vậy, đối với phương pháp hấp phụ thì thường chúng ta sẽ dùng cái than hoạt tính, than bùn, đất sốt, để hấp phụ các chất gây ô nhiễm trong nước đệm của chúng. Về phương pháp oxy hóa khử, thì dùng các chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất độc hại thành những chất khác. Ví dụ như có thể dùng natri hypobromodit, oxi hóa anhidrit, ceton hay HES để chuyển về các muối rất dễ phân hủy và không gây ô nhiễm môi trường tương ứng của chúng. Một trong những cái vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cũng là một trong những cái mà có thể làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tốt hơn. Do vậy ngay từ trong trường học thì chúng ta cần tăng cường, đẩy mạnh cái tuyên truyền giáo dục nâng cao cái nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với học sinh và sinh viên. Đối với xã hội thì chúng ta cũng cần tuyên truyền vận động mọi người để cùng nhau bảo vệ môi trường. Tăng cường cái công tác quản lý nhà nước, tạo cái cơ chế pháp lý và chính sách hợp lý đối với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cái công tác xã hội hóa bảo vệ môi trường. Người người bảo vệ môi trường, nhà nhà bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bảo vệ môi trường, tập đoàn bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chúng ta cần có các biện pháp kỹ thuật. Tìm ra các biện pháp kỹ thuật mới để bảo vệ môi trường một cách tốt đẹp hơn. Sau đây là một số cái hình ảnh về bảo vệ môi trường. Ví dụ như đi xe đạp vì môi trường hay đoàn viên thanh niên phát quang bờ rào bụi rậm tạo đường xóm thông thoáng hoặc đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia vớt các rác thải, chất thải ô nhiễm môi trường các sông ngòi ao ngòi hoặc chúng ta có thể trồng nhiều cây xanh để cho có cái rình quang hợp cây xanh sẽ quang hợp và thải vào môi trường chúng ta cái khí oxy thu về cái khí carbonic dẫn đến môi trường của chúng ta cũng sẽ được trong sạch hơn một số hình ảnh khác về bảo vệ môi, môi trường giống như các anh lính bộ đội cụ hầu cũng tham gia bảo vệ môi trường hoặc giống như những người ngoại quốc đã đến việt nam và cũng chung tay với con người việt nam để bảo vệ môi trường hoặc đối với các người dân trong làng xóm quê hương cũng rất tích cực tham gia bảo vệ môi trường thu gom thác thải tại nơi quê hương mình sinh sống. Thậm chí đó là những em bé dù tuổi ấy còn nhỏ thôi, xong cũng rất tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Để nắm kỹ được bài học ngày hôm nay, thì thầy đề nghị các em ở nhà có thể nắm một cái bảng biểu so sánh nguyên nhân tác nhân tác hại của ba cái loại ô nhiễm môi trường mà chúng ta vừa học để sau này khi cần ôn lại chúng ta nhìn vào đó có thể so sánh thấy ngay nguyên nhân tác nhân tác hại của chúng hoặc chúng ta có thể vẽ cái sơ đồ sư tuy để củng cố cái kiến thức của chúng ta và các em cũng đừng quên làm các bài tập trong sách giáo khoa và trong sách bài tập để bồi dưỡng thêm kiến thức củng cố thêm kiến thức về bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học lần sau. Xin chào các em.